Giải thích phẩm tập tán thứ 9. Kinh Đại Bát Nhã ghi phẩm thắng quân thứ 8. Kinh bấy giờ Tuệ Mạng Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, còn biết không nắm được Bồ Tát ấy tu hàng Bát Nhã Ba La Mật, thầy sẽ vì ai nói Bát Nhã Ba La Mật. Bạch Đức Thế Tôn, con không biết không nắm được hết thầy pháp hoặc tập hoặc tán. Nếu con vị Bồ Tát lập danh tự nói là Bồ Tát, thời hoặc con sẽ có hối hận. Bạch Thế Tôn, danh tự ấy chẳng trụ cũng phải trụ. Vì cớ sao? Vì danh tự ấy không có gì, thế nên danh tự ấy chẳng trụ cũng chẳng phải chẳng trụ. Kinh Đại Bát Nhã ghi: Bạch Đức Thế Tôn, con đối với Bồ Tát Ma-ha Tát và đối với Bát Nhã Ba La Mật đều không biết không nắm được. Làm sao khiến con đem pháp Bát Nhã Ba La Mật tương ưng giáo giới giáo thọ cho các Bồ Tát Ma-ha Tát? Bạch Thế Tôn, con đối với các pháp hoặc tăng hoặc giảm còn không biết không nắm được. Nếu còn đem các pháp giáo giới giáo thọ cho các Bồ Tát Ma-ha Tát, thời con sẽ có hối hận, vân vân. Bạch Thế Tôn, còn chẳng nắm được sắc hoặc tập hoặc tán cho đến thức hoặc tập hoặc tán. Nếu không thể nắm được, làm sao sẽ lập danh tự? Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên đó danh tự ấy chẳng trụ cũng chẳng phải chẳng trụ. Vì cớ sao? Vì danh tự ấy không có gì. Bạch Thế Tôn, con không nắm được mắt hoặc tập hoặc tán cho đến ý hoặc tập hoặc tán. Nếu không thể nắm được, làm sao sẽ lập danh tự gọi là Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, danh tự mắt cho đến danh tự ý chẳng trụ cũng chẳng phải chẳng trụ. Vì cớ sao? Vì danh tự ấy không có gì, thế nên danh tự ấy chẳng trụ chẳng phải chẳng trụ. Bạch Thế Tôn, con không nắm được sắc hoặc tập hoặc tán cho đến pháp hoặc tập hoặc tán, làm sao sẽ lập danh tự gọi là Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, danh tự sắc cho đến danh tự pháp ấy chẳng trụ cũng chẳng phải chẳng trụ. Vì cớ sao? Vì danh tự ấy không có gì, thế nên danh tự ấy chẳng trụ cũng chẳng phải chẳng trụ. Nhãn thức cho đến ý thức, nhãn xúc cho đến ý xúc, nhãn xúc làm nhân duyên sanh thọ cho đến ý xúc làm nhân duyên sinh thọ cũng như vậy. Bạch Thế Tôn, còn không nắm được vô minh hoặc tập hoặc tán cho đến không nắm được già chết hoặc tập hoặc tán. Bạch Thế Tôn, con không nắm được vô minh tận hoặc tập hoặc tán cho đến không nắm được già chết tận hoặc tập hoặc tán. Bạch Thế Tôn, con không nắm được dâm nộ si hoặc tập hoặc tán, hoặc các tà kiến hoặc tập hoặc tán đều cũng như vậy. Bạch Thế Tôn, con không nắm được 6 ba la mật hoặc tập hoặc tán, 4 niệm xứ hoặc tập hoặc tán cho đến 8 thánh đạo phần hoặc tập hoặc tán, không vô tướng vô tác hoặc tập hoặc tán, 4 thiền, 4 tâm vô lượng, 4 định vô sắc hoặc tập hoặc tán, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Bố Thí, niệm Trời, niệm Lành, niệm hơi thở ra vào, niệm thân, niệm chết hoặc tập hoặc tán. Con cũng không nắm được 10 lực của Phật cho đến 18 pháp không chung hoặc tập hoặc tán. Bạch Thế Tôn, còn nếu không nắm được 6 ba la mật cho đến 18 pháp không chung hoặc tập hoặc tán, thời làm sao để lập danh tự gọi là Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, danh tự ấy chẳng trụ cũng chẳng phải chẳng trụ. Vì cớ sao? Vì danh tự ấy không có gì, thế nên danh tự ấy chẳng trụ cũng chẳng phải chẳng trụ. Bạch Thế Tôn, còn không nắm được 5 uẩn như mộng hoặc tập hoặc tán, còn không nắm được 5 uẩn như tiếng vang, như bóng, như dáng nắng, như huyễn hóa hoặc tập hoặc tán, cũng nói như trên. Bạch Thế Tôn, còn không nắm được xa lìa hoặc tập hoặc tán, còn không nắm được tịch diệt, bất sinh bất diệt, không hiện thị, không như không sạch hoặc tập hoặc tán. Bạch Thế Tôn, còn không nắm được như như, pháp tánh, thật tế, pháp tướng, pháp vị hoặc tập hoặc tán, cũng nói như trên. Còn không nắm được pháp lành, pháp chẳng lành hoặc tập hoặc tán, còn không nắm được pháp hữu vi vô vi, pháp hữu lậu vô lậu hoặc tập hoặc tán, pháp quá khứ vị lai hiện tại hoặc tập hoặc tán, pháp chẳng quá khứ chẳng vị lai chẳng hiện tại hoặc tập hoặc tán. Những gì là pháp chẳng quá khứ chẳng vị lai chẳng hiện tại, đó là pháp vô vi. Bạch Thế Tôn, con cũng không nắm được pháp vô vi hoặc tập hoặc tán. Bạch Thế Tôn, con cũng không nắm được Phật hoặc tập hoặc tán. Bạch Thế Tôn, con cũng không nắm được thế giới chư Phật như hằng hà sa ở 10 phương và Bồ Tát Thanh Văn Tăng hoặc tập hoặc tán. Bạch Thế Tôn, nếu con không nắm được chư Phật hoặc tập hoặc tán, thầy làm sao dạy Bát Nhã Ba La Mật cho Bồ Tát Ma-ha Tát? Bạch Thế Tôn, danh tự Bồ Tát ấy chẳng trụ cũng chẳng phải chẳng trụ. Vì cớ sao? Vì danh tự ấy không có gì, thế nên danh tự ấy chẳng trụ cũng chẳng phải chẳng trụ. Bạch Thế Tôn, con không nắm được thật tướng các pháp hoặc tập hoặc tán, thời làm sao lập danh tự Bồ Tát để gọi đó là Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, danh tự các pháp thật tướng ấy chẳng trụ cũng chẳng phải chẳng trụ. Vì cớ sao? Vì danh tự ấy không có gì. Thế nên danh tự ấy chẳng trụ cũng chẳng phải chẳng trụ. Luận hỏi: trong phẩm trước đã nói không thấy Bồ Tát Bát Nhã Ba La Mật, hết thảy các pháp không trong không ngoài, không ở giữa, vân vân, sau này còn nói lại. Đáp: có bốn thứ ái là dục ái, hữu ái, phi hữu ái, pháp ái. Dục ái dễ thấy, lỗi nó là bất tịnh, vân vân. Hữu ái không bất tịnh, vân vân. Tế tiểu khó khiển trừ. Phi hữu ái phá hữu, vì phá hữu nên in tuồng trí tuệ, khó khiển trừ. Pháp ái, ái trước các đạo thiện pháp lợi ích, trong pháp ái tội lỗi khó thấy, nên nói lại. Ví như cây cỏ nhỏ, gia công ít dễ trừ, còn cây lớn gia công nặng khó trừ. Lại nữa, pháp trên và pháp đây có đồng có khác. Trên kia nói không thấy danh tự Bồ Tát, ở đây nói không biết không nắm được danh tự Bồ Tát. Vì không biết không nắm được nên không thấy, chẳng phải vì lực trí tuệ ít nên không thấy. Hỏi: khi tập hành Bát Nhã Ba La Mật là có Bồ Tát chăng? Sau này nói không thấy Bồ Tát tập hành Bát Nhã Ba La Mật. Đáp: từ vô thỉ lại, chúng sinh vốn không thể có được, chứ chẳng phải vì tập hành Bát Nhã Ba La Mật nên không thể có được, chỉ vì điên đảo hư dối. Người phàm phu chạy theo giả danh cho là có, này tập hành Bát Nhã Ba La Mật, diệt điên đảo hư dối, rõ nó là không, chẳng phải vốn có nay không, vốn có nay không thời rơi vào đoạn diệt. Lại nữa, tu Bồ Đề tâm hối hận, sợ phá giới vọng ngữ. Vì cớ sao? Vì trong Phật Pháp hết thảy Pháp quyết định là vô ngã, mà ta nói có Bồ Tát để nói Bát Nhã Ba La Mật cho họ, thời bị đọa vào tội vọng ngữ, thế nên tâm hối hận. Lại nữa, có nhân duyên làm cho tâm hối hận, hết thảy Pháp vì là không, không thể có được nên đều không. Vì cớ sao? Vì không tập không tán. Ví như mắt và sắc làm nhân duyên sinh nhãn thức, ba sự hòa hợp. Ba sự là mắt, sắc, nhãn, thức, nên sinh nhãn xúc. Trong nhân duyên nhãn xúc liền sinh các tâm số, pháp thọ, tưởng, tư, vân vân. Trong đây vì tà kiến ước niệm nên sinh ra các phiền não tội nghiệp, vì tránh ước niệm nên sinh ra các thiện pháp. Do nghiệp thiện ác mà thọ quả báo trong sáu đường, từ nơi thân này lại gây ra nghiệp thiện ác. Như vậy chuyển vô cùng, ấy gọi là tập. Các căn tài mũi vân vân cũng như vậy. Tán là nhãn thức, vân vân. Niệm diệt vì các nhân duyên ly tán. Các pháp nhãn thức, vân vân, khi sinh không từ đâu lại, chẳng phải như hạt lúa trên ruộng vận chuyển tụ tập. Còn khi diệt không đi đâu, chẳng phải như phân tán lúa cho dần. Ấy gọi là lược nói tướng tập tán của các pháp.